Thanh Vy xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Vy. Hôm nay, trong tập 376, xin gửi đến quý vị chủ đề tội 331 tại phúc thẩm của Tịnh Thất, không tránh được định mệnh. Thưa quý vị, thì ngày hôm qua, ngày 3 tháng 11, ngày thứ hai của phiên tòa phúc thẩm xét xử tội 331, liên quan đến các thành viên của Tịnh Thất. Thì tại sao mà Thanh Việt nói rằng không tránh được định mệnh? Thì kính thưa quý vị, trong nhiều bài phóng sự, bắt đầu từ lúc mà chị Khang được đi du lịch tại trại T29+1 và ngay cả những cái thời gian trước đó đó quý vị, Thanh Việt có chia sẻ với quý vị rằng trong lịch sử, từ lúc mà Bộ Luật Tố Tụng, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 ra đời, và trong đó có cái điều 331, thì kính thưa quý vị, từ hồi đó đến giờ, khi mà xét xử cái vòng phúc thẩm được các cái bị cáo gọi là kháng án đó quý vị, thì hầu như nhân quý vị 98-99% là phúc thẩm y án như là vòng sơ thẩm. Thanh Việt có trao đổi với quý vị cái điểm này rất là nhiều lần. Và đó là cái lý do tại sao mà những cái vấn đề liên quan, Thanh Việt đang nói về liên quan đến điều 331 quý vị nhé, chứ không phải là liên quan đến cái vấn đề kháng cáo của cái kết quả của vòng sơ thẩm của bất cứ một cái tội trạng nào. Thanh Việt chỉ nói rằng kháng cáo cho tội 331 của vòng sơ thẩm thì hầu như là y án khi được xét xử tại tòa phúc thẩm. Và đó là cái tự bài ngày hôm nay. Kết quả đó của Tịnh Thất không tránh được cái định mệnh. Định mệnh này đã được định sẵn hầu như từ trước đến giờ. Chưa có ai có thể thắng được cái vòng kháng cáo liên quan đến tội 331. Ngày hôm qua thì có thể nói rằng phiên tòa xảy ra, chúng ta có thể nhầm tưởng đây là cái vòng sơ thẩm. Tại sao vậy quý vị? Thưa quý vị, là hầu như nội dung của vòng phúc thẩm đều được lặp lại trong cái vòng sơ thẩm. Mặc dù có một vài cái yếu tố mới được đưa ra, tuy nhiên cái sự tranh luận, cái kết luận từ bên viện kiểm sát hoặc là của tòa đều không xoay quanh những cái vấn đề mới được luật sư của bên Tịnh Thất đưa ra. Thì thưa quý vị, như quý vị đã biết rồi, cái kết quả của vòng phúc thẩm là y án, không có chỉnh sửa bất cứ một cái kết luận nào được nêu lên tại vòng sơ thẩm. Không có bất cứ cái sự chỉnh sửa nào nha quý vị, y hệt như là vòng sơ thẩm. Lý do mà hội đồng xét xử đưa ra, ngoài cái việc mà cái đọc cái bản kết luận đó quý vị khá là dài, thì hội đồng xét xử của cái phiên tòa phúc thẩm ngày hôm qua nhận định rằng họ đã xử đúng người, đúng tội và không có oan sai từ cái vòng sơ thẩm. Vì những cái điều như vậy nên hội đồng xét xử của vòng phúc thẩm giữ nguyên cái bản án. Như vậy là nó hơi chật, không đúng với cái nguyện vọng của bên bị cáo và các luật sư của bị cáo. Thì cái điều này chúng ta cũng có thể hiểu rằng không phải bất cứ một cái phiên tòa nào khi mà kháng cáo thì những người bị cáo sẽ được một cái kết quả như họ mong muốn. Tuy nhiên, phiên tòa ngày hôm qua và cũng như là ngày 2 tháng 11 đó quý vị, nó có một vài điểm mà chúng ta cần phải bàn đến. Thanh Việt, đối với Thanh Việt thì trong chương trình Thanh Việt phóng sự, từ nhiều tập qua Thanh Việt có nói với quý vị rằng cái tiên đoán của Thanh Việt là hầu như là y án. Tất cả đều dựa trên cái lịch sử của cái tội 331 và cái vòng kháng cáo. Thì hội đồng xét xử đó quý vị, họ cho rằng các bị cáo và luật sư của các bị cáo không đưa ra bằng chứng mới nào, mà chỉ xoay quanh những nội dung đã làm rõ trong phiên tòa sơ thẩm. Thì thưa quý vị, là đây là cái điểm mà nó có cái sự bất đồng. Tại sao vậy quý vị? Thứ nhất, có những cái câu nói được đưa ra như là những cái bằng chứng. Bằng chứng mới đó quý vị thì đúng là không có.
Nhưng những cái sự khúc mắc trong những cái câu trong các cái video mà được cho làm bằng chứng đó quý vị, để cái tội đó thì đã được bên của luật sư kiểm định lại và yêu cầu phải chỉnh sửa. Tuy nhiên cái điều đó đã không xảy ra. Bên của hội đồng xét xử thì cho rằng bên luật sư chỉ có xoay quanh những cái nội dung mà được làm rõ tại phiên tòa sơ thẩm. Thưa quý vị, đây là một câu nói hơi bị khó hiểu. Tại sao vậy quý vị? Đơn giản là vì sao? Là vì ở vòng sơ thẩm kết quả đã bị kháng cáo. Có nghĩa là những cái nội dung đó đã không được bên luật sư cũng như là bị cáo đồng ý với cái kết quả. Vì thế họ mới kháng cáo những cái nội dung mà họ bị ghép tội. Nhưng quý vị, thì thưa quý vị, những cái yếu tố có thể thay đổi mà được đưa ra nhưng không được áp dụng. Thứ nhất thưa quý vị là vì đây những cái bằng chứng mà ghép tội đó, tất cả thưa quý vị là đều từ những cái băng video được đưa lên trên mạng xã hội. Thanh Việt được lặp lại như thế này, toàn bộ những cái vi phạm của Tịnh Thất mà đưa đến cái kết quả từ 3 năm đến 5 năm đó quý vị, là những cái việc mà quay video rồi đưa lên trên mạng xã hội. Nha quý vị, và những cái video đó được xem là vu khống nhục mẹ ba cái nhóm người bị hại. Thì trong cái video đó có thông việc có trao đổi quý vị rồi, có hai đoạn. Một trong những cái bằng chứng đó quý vị, đầu tiên là chữ thiền đạo chứ không phải chữ truyền đạo. Ở đây đó quý vị, khi mà truyền đạo mà đạo đó chưa được chính thức công nhận thì đó là một cái phạm pháp, đúng không quý vị? Nhưng người ta chỉ nói là thiền đạo chứ không phải truyền đạo. Một cái điểm nữa, vì đạo mà họ đang theo đuổi đó quý vị, nó gần như là tín ngưỡng. Tín ngưỡng nghĩa là sao quý vị? Là họ tin đạo Phật, rồi họ tin đạo Thiên Chúa Giáo, rồi họ tin những cái đạo nào đó trong Tịnh Thất đã được ghi lên trên cái bức tường hoặc là để trong những cái tượng. Thì thưa quý vị, đó chỉ là những cái tín ngưỡng, và họ cho rằng họ không đi truyền đạo, họ chỉ đi thiền đạo. Nhưng quý vị, họ đang theo cái thiền đó, cái thiền. Câu thứ hai đó là họ nói đạo Pháp, tức là ông Lê Tùng Vân nói chữ đạo Pháp chứ không phải đạo Phật, nên nó không có dính đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Cho dù chúng ta chấp nhận là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đang đại diện cho giáo hội trên thế giới, mặc dù không có một cái tổ chức nào có tính pháp lý được gọi là giáo hội của thế giới nha quý vị nhé. Đó chỉ là những tổ chức họ họp mặt hàng năm để cùng nhau trao đổi cái phương pháp mà có thể đưa nâng tầm đạo Phật lên đến cho thật là nhiều người. Thì cái đó là những cái tổ chức trên thế giới, chứ không phải là một tổ chức có tính pháp lý mà có thể đem ra để trừng trị. Cái vấn đề nữa đó quý vị là họ nói đạo Pháp là nói một cách chung chung. Pháp ở đây không có nghĩa là đạo Phật. Pháp ở đây có thể là những cái đạo nào đó mà, hay là cái tín ngưỡng nào đó mà họ chưa đăng ký. Một quý vị có hỏi Thanh Việt rằng như vậy nếu mà nói rằng bên của Tịnh Thất không theo đạo Phật, nghĩa là họ có một cái đạo nào đó, đạo ví dụ bây giờ mình gọi là đạo ABC, thì cái đạo ABC này có được đăng ký chưa? Thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi thì không có dễ dàng đăng ký một cái đạo và được chấp thuận nha quý vị nhé. Đăng ký thì không có vấn đề gì, nhưng có được chấp thuận, có được công nhận hay không là một cái vấn đề khác. Đầu tiên đó quý vị, muốn đăng ký một cái đạo thì nó phải có một cái tổ chức đàng hoàng. Nó phải có giáo lý, nó phải có người đứng đầu, nó phải có người thư ký, nó phải có gọi là những đạo hữu hoặc là những con chiên hoặc là những người đi theo cái đạo đó. Còn bên của Tịnh Thất chỉ là một cái tín ngưỡng chứ không phải là một cái đạo, một cái tổ chức, vì họ không có truyền cái đạo đó ra bên ngoài. Nhưng quý vị, những người nào đến Tịnh Thất sống được đăng ký tạm trú tạm vắng thì mới tham gia vào trong cái việc lắng nghe hoặc là thực hiện, thực hành hoặc là trao đổi về đạo ở đó.
Như vậy họ không có truyền đạo một cách bất hợp pháp. Nhưng quý vị, họ không truyền đạo một cách bất hợp pháp. Sau đó thì họ chiếu lên trên mạng xã hội. Thì ở đây chúng ta có thể nói rằng đạo của người đó chưa có đăng ký, nhưng mà họ truyền lên trên mạng xã hội. Thì thưa quý vị, Thành Việt chưa gặp kể trường hợp này. Tất cả chỉ là những cái hoạt động trong một cái căn hộ có đăng ký tạm trú tạm vắng cho các thành viên. Các thành viên này họ tham gia vào cái tín ngưỡng mà họ tin tưởng là đúng. Tín ngưỡng này của một căn hộ thì không thể nào đăng ký như một cái đạo mới được. Nên đó là câu trả lời của Thành Việt dành cho quý vị khán giả có hỏi rằng tại sao bên Thiện Am không có đi đăng ký cái đạo mới đó. Vì đó chỉ là một cái tín ngưỡng. Thưa quý vị, điểm kế tiếp, cái điểm lạ đó quý vị có để ý là hội đồng xét xử, khi mà chúng ta nghe cái đoạn kết luận mà cái vị thẩm phán đó đọc đó quý vị, thưa quý vị để ý điểm gì? Ngoài cái việc mà cái bản kết luận đó khá là dài, có cái điểm khá thú vị là cái bản kết luận đó nó khá giống với cái kết luận từ bên cái vòng sơ thẩm, nhớ quý vị nhé. Và hầu như nó đã được, hình như là nó đã được viết trước khi mà phiên tòa bắt đầu. Tại sao mà Thánh Việt lại nói như vậy? Thưa quý vị, có những cái điểm mới được đưa ra và không được bên của hội đồng xét xử đưa vào trong cái bản kết luận đó, ngoại trừ một hai điểm đã được nêu lên bởi viện kiểm sát. Viện kiểm sát có trả lời những cái câu hỏi của bên luật sư bảo vệ cho bị cáo. Còn hội đồng xét xử thì hầu như là đọc lại những cái tội danh nha quý vị, rồi những cái bằng chứng đã được nói ở cái vòng sơ thẩm. Những cái điểm mà không được đưa vào đó quý vị, ví dụ quý vị thấy được điểm 1 và điểm 2, đọc lại cái câu, đọc lại cái bằng chứng. Sở dĩ mà tại sao mà Thanh Việt biết được là vì hội đồng xét xử, vị chánh án nó đọc lại những cái bằng chứng khá là dài. Lý do nó dài vì được lặp lại ở cái vòng sơ thẩm nha quý vị nhé, đọc luôn cả bằng chứng. Thì thưa quý vị, nó mới đưa ra cái tin tức rằng vị thẩm phán đó vẫn đọc cái từ đạo Phật. Mặc dù, nha quý vị, mặc dù họ bên luật sư bảo vệ cho bị cáo, họ đã dùng chữ đạo pháp. Và nếu mà có một sự tranh luận ở đây về thế nào là đạo pháp và thế nào là đạo Phật, bên của phần giám định có thể đem cái bằng chứng đó để có thể nghe lại được hay không, và giám định xem cái giọng nói của ông Lê Tùng Vân vào thời điểm đó là đang nói đạo pháp hay đạo Phật. Tương tự cũng như là chữ truyền đạo, ông Lê Tùng Vân nói, xin lỗi quý vị, bà Cao Thị Cúc nói chữ truyền đạo hay là thiền đạo, thì cái bên giám định họ phải trả lời cái câu hỏi này, và không thể nào trả lời rằng chúng tôi đã thi hành, chúng tôi đã giám định rất là kỹ lưỡng. Thì ai mà cũng vậy đúng không quý vị, hầu như ai cũng phải bảo vệ cái công việc của mình. Vì thế mà khi mà một cái câu nói đã được giám định và được thách thức bởi luật sư của bên bị cáo là câu đó bị sai, thì bên của giám định thuộc Sở Văn hóa và Truyền thông của tỉnh Long An, họ phải có câu trả lời. Một là chúng tôi sẽ về nghiên cứu lại như thế nào, nhưng Thanh Việt hầu như là không thấy cái đoạn này, và cái ý này cũng không được đưa vào trong cái kết luận. Cũng như là cái ngày tạm giam là ngày 4 tháng 1 năm 2022, chứ không phải ngày 5 tháng 1, cũng không được chỉnh sửa. Một cái điểm nữa mà Thanh Việt cũng nhận thấy nha quý vị, đó là cái nội dung xét hỏi tranh luận bào chữa của bên bị cáo và các luật sư bảo vệ bị cáo thường bị cắt ngang bởi hội đồng xét xử. Thường bị cắt ngang, thì cái vấn đề mà cắt ngang của hội đồng xét xử với những cái phần xét hỏi tranh luận đó thì đó cũng là một cái chuyện bình thường. Tuy nhiên chúng ta thấy được ở cái điểm rằng khi mà cơ quan công an huyện Đức Hòa, ban giám định của Sở Thông tin và Truyền thông, cũng như là các cái người làm chứng khác như là vợ chồng, ba mẹ của cô Diễm My, thì chúng ta lại không thấy nhiều hội đồng xét xử cắt ngang những cái lời
hoặc là nhắc nhở cơ quan công an huyện Đức Hòa hoặc là các người làm chứng phải trả lời, chứ không được từ chối. Tại vì sao quý vị? Vì người làm chứng nó chỉ mạnh ở cái điểm nào là trả lời câu hỏi để chứng tỏ rằng mình là người làm chứng trung thực, mình không có chế cái câu chuyện hoặc là mình không có lập lên những cái bằng chứng giả. Đó là những cái điểm mà tại sao những người làm chứng thường phải có trách nhiệm để trả lời câu hỏi. Người bị cáo không có trách nhiệm để trả lời vì nó có cái quyền im lặng. Dĩ nhiên nó sẽ có được điểm mất và điểm còn, điểm được của cái chuyện mà không trả lời của bị cáo. Nhưng quý vị, con người làm chứng thì hầu như bắt buộc phải trả lời. Tại vì sao? Vì đó là cái trách nhiệm của người làm chứng tại một phiên tòa hình sự. Về cái vấn đề mà một cái điểm nữa Thanh Việt thấy và cũng đã không được để ý, đó là cái chuyện mà cái nguyên nhân và động cơ vi phạm của bị cáo. Dĩ nhiên chúng ta thấy được trong cái phiên tòa sơ thẩm và vòng phúc thẩm, chúng ta nghe được rất là nhiều những cái luận tội đã được nêu lên, lặp đi lặp lại từ bên viện kiểm sát cho đến hội đồng xét xử, đã được đọc những cái bản báo cáo rất là dài. Đó chỉ là những cái luận tội được lặp đi lặp lại nhiều lần, và đối với Thanh Việt thì cái chuyện đó nó trở nên dư thừa. Cái lý do tại sao mà chúng ta có vòng phúc thẩm, thưa quý vị, vòng phúc thẩm là chúng ta xét lại những kháng cáo của bị cáo khi họ không đồng ý với cái kết luận của vòng sơ thẩm thì lại không được nói đến. Nhưng quý vị, trong đó những cái điều vi phạm của bị cáo nó phải có cái nguyên nhân và động cơ. Tuy nhiên cái nguyên nhân và động cơ đó là những cái điều được pháp luật chấp nhận khi mà chúng ta xem xét cái hành vi vi phạm của bị cáo. Thì tại sao vậy quý vị? Tại vì trong này nó có người bị hại, và người bị hại đóng một vai trò như thế nào với cái chuyện nguyên nhân và động cơ để đưa đến bị cáo vi phạm theo điều 331. Tuy nhiên, nguyên nhân và động cơ khi được nhắc đến về những cái hành vi vi phạm thì lại không được hội đồng xét xử chấp nhận, vì họ cho rằng đây nó liên quan đến những cái thông tin của vụ án khác. Thưa quý vị, hai vụ và ba câu chuyện của tỉnh thất đều có những cái khuynh hướng dẫn đến cái lời vi phạm. Mặc dù chúng ta không cần phải xem xét lại cái vụ án, chẳng hạn chúng ta không cần xem xét chi tiết lại 50 người xâm phạm gia cư bất hợp pháp hoặc là cố tình gây thương tích của bà Châu Vinh Hóa, chúng ta không cần phải xem lại cái phiên tòa đó. Lý do đơn giản là vì phiên tòa đã hết hạn, nhưng quý vị nhé, để có thể lên tới cái vòng giám đốc thẩm. Tuy nhiên, đó, những cái thông tin từ những cái vụ án này vẫn là những cái cơ sở, cái nền căn bản để nói lên cái nguyên nhân và động cơ dẫn đến bị cáo bị kích động để nói những câu chuyện này. Mà thật sự đó quý vị, trong câu chuyện của tỉnh thất các bị cáo, nhất là câu chuyện liên quan giữa tỉnh thất và ông Thảo, thì không có cái sự bức xúc nóng nảy mà mới xảy ra câu chuyện. Câu chuyện giữa ông Thảo và tỉnh thất thì nó lại là một cái khoảng thời gian khá dài trước khi mà tỉnh thất có cái phản ứng đầu tiên, và từ đó cái phản ứng đó đã được đem ra làm cái bằng chứng. Nếu có sự nóng nảy, nhưng quý vị bức xúc chỉ là cái mối quan hệ giữa tỉnh thất và cơ quan công an huyện Đức Hòa thể hiện qua hai cái video đó. Và hai cái video đó đều nói đến hai cái sự việc khác nhau. Một là cái việc 50 người xâm nhập gia cư bất hợp pháp và câu chuyện cố tình gây thương tích của bà Châu Vinh Hóa. Rồi câu chuyện thứ hai liên quan đến cái video mà được cho là cái vi phạm đối với cơ quan Long An đó quý vị, cơ quan công an đó. Đó là cô Diễm My bị bắt cóc. Và câu chuyện, hai câu chuyện đó phải, không cần phải đem ra xét xử, nhưng nó phải là cái tiền đề để dẫn đến những cái nguyên nhân và động cơ. Vì tại sao vậy quý vị? Cái câu hỏi mà phải được đặt ra ở đây đó, nhưng quý vị, cái câu hỏi mà được đặt ra ở đây đó là làm sao? Các bị cáo này không phải là người ngoại quốc. Các bị cáo này là người Việt Nam đã sinh sống, trưởng thành tại Việt Nam. Nhưng quý vị, những bị cáo này biết luật pháp. Những bị cáo này hầu như
là quý vị không có bị bệnh tâm thần. Nhưng quý vị không có bị bệnh tâm thần, những cái điều mà họ nói họ đều biết được. Cái câu chuyện mà họ la ầm lên tại cơ quan công an có vi phạm không quý vị? Thưa quý vị, có vi phạm hành chính chứ không phải là không. Nhưng sao quý vị, họ có tinh thần, có bị tâm thần lúc mà họ nói cái câu bắt cóc không? Thưa không. Vậy thì chúng ta phải hiểu cái lý do tại sao mà họ nói cô Diễm My bị bắt cóc. Nó mới dẫn cái nguyên nhân nào đã làm họ, cái động cơ nào đã làm họ phải nói cái câu công an bắt cóc Diễm My đưa về nhà. Và ngày hôm qua thì cũng như ngày hôm kia thì ông bà Thắng Mai cũng đã đồng ý là cơ quan công an đã trao cô Diễm My cho ông bà. Thì cái chữ này đó quý vị, nó sẽ rơi vào cái tình trạng là định nghĩa chữ trao. Theo của bên cơ quan công an cũng như là cha mẹ cô Diễm My, họ trao theo cái sự đồng ý của cô Diễm My. Và cơ quan công an cũng thấy cô Diễm My này trong cái tình trạng sức khỏe không được khỏe. Thì thưa quý vị, khi mà thấy cái tình trạng sức khỏe không được khỏe đó quý vị, thì nó phải có giấy chứng nhận của bệnh viện. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, cái chuyện mà trao con, khi mà mời cô Diễm My cùng bà Cao Thị Cúc và hai vợ chồng của ông Thắng bà Mai, thì trong cái đơn đó nó lại nói về câu chuyện mà 50 người đột nhập. Nhưng quý vị, chứ không phải là vì như là lời của bên cơ quan công an huyện Đức Hòa trả lời tại vòng sơ thẩm, là vì mời lên là vì theo đơn yêu cầu của ông Thắng bà Mai, cũng như là thấy tình trạng sức khỏe của cô Diễm My không được tốt, nên họ đã có một cái xe cứu thương đưa cô vào bệnh viện. Tuy nhiên cái chuyện đưa vào bệnh viện không có, mà đưa trực tiếp về nhà của cô, rồi sau đó cô Diễm My này đã bỏ trốn. Thưa quý vị, câu chuyện mà cô Diễm My đó có làm những cái video, có ai đứng ở đằng sau hay không, như thế nào hay không, thì thưa quý vị, câu chuyện này nó phải được thực hiện sau khi cô Diễm My đã rời khỏi cái căn nhà đó. Nhưng quý vị, cô ta có bỏ trốn hay là cô ta ra đi một cách hợp pháp, hay là những cái video đó như thế nào, thì cái vai trò của cô Diễm My này rất quan trọng cho cái bằng chứng mà được xem là các thành viên của tỉnh thất đã xúc phạm nặng nề đối với cơ quan công an huyện Đức Hòa khi cho rằng họ đã bắt cóc. Trở lại cái chữ mà trao và cái chữ bắt cóc thì hầu như nó gần như giống nhau, ngoại trừ một điểm là gì quý vị? Trao là gì? Trao là có nghĩa là có sự đồng ý của cô Diễm My. Còn sự bắt cóc là gì? Bắt cóc là có nghĩa là cơ quan công an đã ép cô này đi về nhà. Nhưng quý vị, ép cô này đi về nhà mà không có sự đồng ý của cô ta, thì cái đó nó gọi là đi ngược lại cái nguyện vọng của cô Diễm My. Nếu mà danh từ nhẹ hơn, nhưng quý vị, là đi ngược lại cái nguyện vọng của cô Diễm My. Danh từ trong lúc bối rối nói lên, nhưng quý vị, bức xúc để nói lên một cái hành động mà các thành viên của tỉnh thất nghĩ rằng sẽ rất là nguy hiểm, vì ông bên của gia đình của cô ta có thể đến tìm mình để nói về câu chuyện của cô Diễm My. Thì vì Thanh Việt nói rằng những người này lúc mà họ phát biểu đó quý vị, cái câu mà Diễm My bị bắt cóc, họ trong một cái tình trạng như thế nào quý vị? Không bị bệnh tâm thần. Có bức xúc nhưng không bị bệnh tâm thần. Có nghĩa là họ biết được cái câu nói của mình. Họ biết được câu nói của mình. Và trong cái phiên tòa sơ thẩm cho đến cái vòng phúc thẩm, thì những cái chuyện mà gọi là xét hỏi để định nghĩa cái chữ trao và chữ bắt cóc, cái chuyện gì đã xảy ra ở trong cái căn phòng của bên cơ quan công an huyện Đức Hòa phải được trả lời. Tuy nhiên chúng ta thấy được rằng bên cơ quan công an huyện Đức Hòa tại phiên tòa như là người làm chứng thì lại từ chối trả lời những cái câu hỏi của luật sư vì cho rằng đó là một vụ án khác. Chúng ta không đi sâu vào vụ án, nhưng những câu chuyện xảy ra, chứ không phải là chi tiết vụ án, những câu chuyện xảy ra trong cái ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại cơ quan công an huyện Đức Hòa, đó là cái tiền đề, cái nguyên nhân và cái động cơ. Nhưng quý vị,
cho những cái câu chuyện xảy ra sau này mà bên Tịnh Thất đã bị ghép buộc với cái tội nhục mạ cơ quan công an. Chuyện 50 người, câu chuyện này cũng đã xảy ra rồi, cũng đã hết hạn để đi giám đốc thẩm rồi hay tái phẩm rồi. Tuy nhiên, câu chuyện này được đem ra không phải là yêu cầu đi xử 50 người này nữa, vì đã hết thời hạn rồi. Nhưng câu chuyện này được đem ra như là một để tìm hiểu xem nó có phải là cái nguyên nhân, là cái động cơ mà có cái cuốn video nói lên cái câu là bỏ lọt tội phạm, cơ quan công an huyện Đức Hòa bỏ lọt tội phạm. Đó là những cái câu chuyện mà Thanh Việt không thấy. Và hoặc là khi mà các luật sư định nói lên những cái nguyên nhân, cái động cơ qua cái phần mà gọi là xét hỏi và tranh tụng đó quý vị, thì hầu như đều bị chặn đứng. Một cái câu chuyện nữa, đó là từ thiện trục lợi. Từ thiện trục lợi không nằm trong vụ án 331, nha quý vị. Và cái một trong những thành viên, một trong những bị cáo của Tịnh Thất có yêu cầu bên tòa trả lời cái câu 10 tỷ, cái câu chuyện 10 tỷ mà được bên của tỉnh, bên của cơ quan công an giữ đó quý vị, thì tòa đã không trả lời cái câu hỏi này, vì họ nói rằng đây là phiên tòa xử tội 331, xử lại chứ cái lời kháng cáo. Thì Thanh Việt đồng ý với câu chuyện này. Tuy nhiên nha quý vị, câu chuyện 10 tỷ được tịch thu vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Rồi sau đó cái việc xem xét các cái đơn tố cáo về câu chuyện trục lợi từ trẻ mồ côi đó quý vị, nó bị đình chỉ. Vì khi mà đình chỉ như vậy đó quý vị, thì cái tiền 10 tỷ lại không được trả về. Nhưng quý vị, đã không được trả về. Và trong cái quá trình như vậy, 10 tỷ như vậy để ở đâu? Và nó để ở bên ngoài thì nó có thể xin được một cái món lời cho bên Tịnh Thất. Và nếu mà đình chỉ vụ án thì chuyện tiền phải được trả lại cho bên của Tịnh Thất. Khi mà cái câu chuyện từ thiện thông qua cái vấn đề thử ADN được đem lại, thì lúc đó tiền mới bị tịch thu. Và chúng ta phải rõ ràng ở những cái quan điểm này. Tuy nhiên, Thanh Việt đồng ý là câu chuyện từ thiện trục lợi không có xuất hiện trong vụ án này được, trong cái phiên tòa này được. Như là trước khi mà phiên tòa bắt đầu, có rất là nhiều lời xâm si cho rằng chắc là phải có một cái chuyện mà nói về quan hệ cùng huyết thống, thử ADN, rồi bắt đi cả lũ, thêm nhiều tội này, thêm nhiều tội nọ. Thì có lẽ là chúng ta không quen với một cái phiên tòa nên chúng ta có những cái nhận định, Thành Việt cho rằng nó hơi bị chật đường ray, hơi bị sai trái. Nhưng quý vị, hơi bị sai trái. Có nghĩa là phiên tòa này chỉ nói đúng một cái tội 331. Và nếu mà như vậy đó quý vị sẽ hỏi là ủa nãy giờ Thanh Việt đang quảng cáo là cần phải nói thêm những cái câu chuyện, những vụ án khác. Thưa quý vị, nói chính xác là chúng ta chỉ tìm cái nguyên nhân và động cơ, chứ không yêu cầu xét xử lại cái vụ án 50 người xâm phạm gia cư, vì nó đã trễ. Không nói về cái vụ án này, nhưng nói về câu chuyện xảy ra tại vụ án này đã dẫn đến những cái đoạn video được gọi là vi phạm. Một điểm nữa, Thanh Việt cũng thấy là tại vòng phúc thẩm có quá nhiều những cái tình tiết luận tội mà Thanh Việt gọi là dư thừa. Từ vì sao? Tự vì nó đã được lặp lại ở vòng sơ thẩm. Nha quý vị, sơ thẩm đã nói rồi, phúc thẩm chỉ nói lên những cái điều kháng cáo và cái kết luận, những cái điều, ví dụ, các cái bị cáo kháng cáo những cái điều nào, và kết luận của hội đồng xét xử là bị cáo kháng cáo về cái đoạn video được gọi là xúc phạm giả danh Đức Phật, chẳng hạn như cái câu mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy Đức Thầy Hồng Hạc Vân Du, rồi thiền đạo đó quý vị. Thì quý vị kháng cáo về cái câu nói đó, vậy thì quý vị có muốn bổ sung cái nào hay không? Và sau khi mà luật sư hoặc là bị cáo bổ sung, thì hội đồng xét xử ở cái phần kết luận phải nói về để trả lời cho mọi người là tại sao họ có cái bằng chứng mới.
họ có cái sự sửa đổi, họ có cái sự thách đố với giám định. Cái ban giám định là ban giám định đã nghe cái câu đó bị sai, thì hội đồng xét xử phải có một câu trả lời là tại sao hội đồng xét xử lại tin rằng cái giám định của bên Sở Thông tin và Truyền thông cho cái câu nói đó là đúng. Vậy là một trong hai người phải có người sai. Nhưng quý vị, thì lúc đó mình phải có những cái quyết định, chẳng hạn như cần phải giám định lại bởi một cái sở thông tin và truyền thông, một cái giám định của một cái tổ chức khác, chẳng hạn như bên Bộ Công an, chẳng hạn như vậy, hoặc là ở một cái tỉnh thành khác. Một cái điểm nữa cũng khá là thú vị đó quý vị, là bị cáo Lê Thanh Trùng Dương được cho rằng có tình tiết giảm nhẹ, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy nhiên cái điều này đó quý vị, nó lại được không thể hiện trong cái kết luận, cái bản án của vòng phúc thẩm. Có nghĩa là y án hoàn toàn. Như vậy thì cái sự mà nếu có là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải của bị cáo Lê Thanh Trùng Dương, như vậy là nó đi vào cái khoảng trung gian nào quý vị, nó lọt thỏm vào cái khu vực nào rồi, đúng không quý vị? Vì theo cái bài báo của bên tờ Thanh Niên, họ trích lời của bên tòa án, đó là bị cáo Lê Thanh Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ. Nhưng mà cái tình tiết giảm nhẹ này là nó phải xảy ra trong tại phiên tòa, đúng không quý vị? Khi mà bị cáo này thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Tuy nhiên, có lẽ là cái bản kết luận đã được soạn thảo trước, cho nên họ không có đưa vào cái tình tiết giảm nhẹ để có thể giảm án của 4 năm xuống một số năm nào đó cho bị cáo Lê Thanh Trùng Dương, mà nó là y án. Như vậy là tình tiết giảm nhẹ này chẳng có gì là quan trọng hết, đúng không quý vị? Không được thực hiện. Một cái điểm nữa là trong cái phần lời nói sau cùng, hoặc là cái phần tự bào chữa đó quý vị, thì chúng ta thấy rằng hội đồng xét xử đã cắt ngang lời của bị cáo rất là nhiều lần. Không những bị cáo mà cả luật sư bảo vệ cho bị cáo cũng bị cắt ngang, vì họ cho rằng cái nội dung được lặp đi lặp lại rồi, bị cáo trước đã nói rồi, tại sao bị cáo này lại nói nữa. Thưa quý vị, mỗi bị cáo có một cái sự dẫn giải khác nhau, và không thể nào, vì đây là những đồng phạm, đồng phạm A và đồng phạm B, đồng phạm C, ông Lê Thanh Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, ông Trùng Dương, mỗi người đều có nhúng tay vào trong những cái video đó. Thì khi mà họ được tự bào chữa đó quý vị, thì họ tự bào chữa ở cái câu nói mà theo cái quan điểm của họ là họ nghĩ như vậy. Thì ở bên hội đồng xét xử lại cho rằng cái này đã nói rồi, không nói lại nữa. Có nghĩa là cắt ngang luôn. Tại sao lại cắt ngang khi mà chúng ta chưa biết được rằng cái ông Lê, cái người bị cáo, ông Lê Thanh Trùng Dương, ví dụ, muốn nói câu chuyện đó ở một góc độ nào? Chúng ta lại, hội đồng xét xử lại cắt ngang và cho rằng những cái nội dung đó được lặp lại. Như vậy là nó tốn thời gian. Tuy nhiên, Thanh Việt thấy rằng ở cái phần mà luận tội, kết tội cuối cùng của bên tòa phúc thẩm đó quý vị, thì lại đọc, cũng như là bên viện kiểm sát thì lại đọc lại rất là nhiều tài liệu từ vòng sơ thẩm một cách dư thừa. Một cái điểm nữa, nếu mà thực sự những bị cáo này, nha quý vị, họ tự biện luận, họ tự bào chữa và lặp đi lặp lại những cái chi tiết mà đều được nói rồi, thì tại phiên tòa, hội đồng xét xử phải phân chia cái khoảng thời gian. Vì trong phiên tòa này, người bị hại rất là rõ ràng. Mỗi một người bị hại có một cái bằng chứng riêng dành cho họ. Nha quý vị, nên không khó khăn nếu chúng ta chia làm 3 phần. Mỗi một phần dành cho một người bị hại. Và khi kết thúc phần đó thì mình không nói lại nữa. Tuy nhiên phiên tòa đã không xảy ra như vậy. Nha quý vị, không đi theo các người bị hại, mà lại đi theo các chứng cứ và ở một cái thứ tự rất là hỗn loạn. Như Thanh Việt trình bày, họ tốn quá nhiều thời gian từ bên viện kiểm sát cũng như là hội đồng xét xử khi lặp lại cái phần luận tội. Nha quý vị, lặp lại cái phần luận tội cùng với các cái bằng chứng. Vì cái đó đã được xử ở vòng sơ thẩm rồi, nên đôi khi không cần thiết phải nhắc lại. Và đôi khi đó là những cái gọi là không phải trong cái kháng cáo. Vòng sơ thẩm chỉ dựa, vòng phúc thẩm kháng cáo dựa vào những cái kháng cáo.
chứ không phải dựa vào cái bản án của vòng sơ thẩm mà chúng ta đọc lại. Vì những cái điểm lặp đi lặp lại như vậy, nên là từ ở cái vòng sơ thẩm chúng ta đã thấy được là Viện Kiểm sát và Hội đồng Xét xử hầu như là trùng lập nhau, nhưng quý vị trùng lập nhau những cái lời luận tội sau cùng. Lời luận tội này thì được đọc trước phiên tòa, đọc trước phiên tòa thưa quý vị, chứ không phải là nói, đây là văn đọc. Thì những cái lời luận tội này được gọi là có rất là nhiều điểm giống nhau giữa Viện Kiểm sát và Hội đồng Xét xử, rất là giống nhau. Nên đôi khi Hội đồng Xét xử phải thấy được rằng Viện Kiểm sát đã đọc, văn đọc cái lời đề nghị của mình với những cái luận tội, thì mình không cần thiết phải đọc lại. Nhưng quý vị không cần thiết phải đọc lại. Tại vì sao? Hội đồng Xét xử sẽ phải đưa ra cái quan điểm của mình. Cái quan điểm đó là gì? Không những dành cho bị cáo mà dành cho những người đang theo dõi vụ án này. Tại sao vậy quý vị? Vì lý do tại sao? Đơn giản thôi quý vị, vì Hội đồng Xét xử muốn, nghe quý vị, tách rời những cái người bị cáo này ra khỏi xã hội một thời gian để họ phải suy nghĩ về hành động của mình và để phòng bị những câu chuyện tương tự xảy ra trong tương lai. Nếu mà như vậy thì nó phải có cái kết luận, những cái bài học mà Hội đồng Xét xử, thẩm phán, chánh án phải đưa lên những cái bài học không những dành riêng cho các bị cáo nếu có, mà còn dành riêng cho mạng xã hội, cho những người đang theo dõi vụ án này. Có rất là nhiều cái điểm khuất mắc, nha quý vị, ở cái vòng sơ thẩm, nên nó mới dẫn đến cái việc kháng cáo và cái phiên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên những cái khuất mắc này đến từ các bị cáo và các luật sư bảo vệ bị cáo thì nó lại không được giải quyết và tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm một cách triệt để. Và họ thường hay nêu lên cái quan điểm là chúng tôi đã nói rồi, đã nói ở vòng sơ thẩm rồi nên không lặp lại. Tuy nhiên lúc mà đọc cái luận tội đó thì lại lặp lại ở vòng sơ thẩm. Mà cái mục đích của vòng phúc thẩm là chỉ bàn bạc với những cái điểm mà bị cáo không đồng ý. Và khi mà bàn đến những điểm không đồng ý thì Hội đồng Xét xử lại cắt ngang, không cho tranh tụng về những câu chuyện như vậy. Thay vì có nói rồi, Hội đồng Xét xử đóng một vai trò hết sức là quan trọng. Ngoài cái việc trong cái tòa án của chúng ta, ngoài cái việc mà giữ cho tòa một cái trật tự, nhớ quý vị, chánh án, ba chánh án đó là người giữ trật tự trong một cái phiên tòa. Nhớ quý vị, người có cái tiếng nói sau cùng. Nhớ quý vị, người có tiếng nói sau cùng. Giữ trật tự không phải là bên của an ninh của tòa, cơ quan công an của tòa, nhớ quý vị nhé. Giữ trật tự vì cái tòa đó là cái tòa của cái vị chánh án đó. Đây là nhà của tôi. Tôi sẽ cho phép anh nói, tôi sẽ không cho phép anh nói vì những cái lý do nào luật pháp có đề ra rõ ràng. Thì người ta mới tuân thủ và người ta phải chịu, đúng không quý vị? Thì ở đây Hội đồng Xét xử còn có cái trách nhiệm là phải đưa ra một cái bài học cho những bị cáo này, nhưng quý vị, để họ suy nghĩ trong thời gian mà họ thi hành án, cũng như là những cái bài học cho xã hội. Thì chúng ta việc không thấy được ở cái điểm này, mà phần lớn chỉ là những lời luận tội được lặp đi lặp lại. Thì đây, Thanh Việt xin được trình chiếu cho quý vị cái đoạn video này để quý vị thấy được là các bị cáo thường thường hay bị cắt ngang cái câu nói, và nó làm cho cái việc mà trình bày đối quý vị nó bị lỡ chở, nó không có được suôn, và cái thông tin mà họ muốn truyền đạt đến không những cho Hội đồng Xét xử, cho bên của những người đang theo dõi vụ án qua kênh YouTube, hoặc là những người đang theo dõi vụ án trực tiếp ngay tại tòa. Thì đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe cái đoạn video này.
Kính thưa hội đồng xét xử, là tôi đang nói bị cáo có tôi không là tranh luận hết, hội đồng xét xử lại chưa nghe tôi nói, mà hội đồng xét xử lại nói là tôi tranh luận bị cáo thì các bạn mai được không? Bây giờ là bị cáo nói là cùng bị cáo yêu cầu là chứ không phải là đến sự kiện luận. Xin hội đồng nghe tôi nói cái lời sau cùng. Là điều thứ nhất á, là trong suốt hai phiên tòa diễn ra thì trước mắt tôi và tất cả mọi người là bộ kiểm sát viên cũng như hội đồng xử không hề xuất ra được là tôi chứng bằng chứng. Lời trình bày của bị cáo nói là sau cùng bị cáo yêu cầu tòa phúc thẩm là giải quyết bị cáo như thế nào, vậy là tôi nói một cách hoàn toàn chính xác, đó là của tôi đâu. Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo không cùng, bị cáo không nói thì bị cáo phải thôi. Nhưng mà tôi đâu có thể nói sự sự lúc nhập tôi bị cáo là anh không chồng là để tôi đi để cộng thì tôi nói nhẹ nhàng thôi, có biết đâu tôi đâu có nói gì nặng nề gì đâu. Bị cáo không nói gì mà đâu. Vậy thì tóm lại tôi chốt lại một câu đơn giản, thì tôi vẫn cho rằng đây là một phiên tòa oan sai và sự sai trái, và tôi tự lần các vị hai cả hai tòa xử tôi có tội, tôi không đồng ý với tất cả thứ tôi đưa ra đều chứng tôi có tội. Chúng tôi hoàn toàn không hài lòng về phiên xét xử cả hai phiên tòa. Là kiểm sát viên là cái người mà luôn thể hiện ra cái công lý, mà thể hiện ra to là những cái sai trái không, thì là mình xem cái bằng chứng sai trái như vậy. Bị cáo nói là bị cáo sơ còn là bị cáo chỉ là bị quan, là bị quan vẫn bị quan và không bị cáo nhận bị cáo cái này bị cáo không thôi. Bị cáo hoàng lên trước bị tòa hôm nay thì bị cáo được quyền nói là sao? Thưa hội đồng xét xử, lời nói sau cùng thì tôi muốn nói là những cái cáo buộc ở trong cáo trạng trong bản án của phiên tòa sơ thẩm về vấn đề không lấy ra tại phiên tòa phúc thẩm thì bị cáo là cầu là thế nào, mà bị cáo nói là xét xử gì liên quan, bị cáo là coi yêu cầu tòa phúc thẩm là xử là coi bị cáo không tội như thế nào thì mình gặp trình bày chứ không. Thưa hội đồng xét xử, tôi thấy rằng là tôi hoàn toàn không có một chút nhân quyền nào, không có một chút quyền con người nào, không có một chút tự do tôn giáo nào khi sống ở trong đất nước Việt Nam này. Tôi sơ thẩm thì tôi cũng nhận ra được điều đó, và tôi cho rằng tất cả những cái cáo buộc về sơ thẩm đến nhà nước, sơ thẩm tổ chức cá nhân hay những cái cáo buộc mà giám định xúc phạm tôn giáo hay là bị hại là những học giả trong tỉnh Long An đều là khoan cho tôi, và tôi xin hội đồng xét xử xem xét để có một cái bản án tôi thật là khách quan, thật là công bằng. Bị cáo này đúng không? Bị cáo Cùng Dương trước phiên tòa hôm nay bị cáo được quyền nói là sao? Tính thưa hội đồng xét xử thì bị cáo cũng rất là ngạc nhiên khi thấy hội đồng xét xử không cho phép bị cáo tiếp tục tranh luận nữa. Thì bây giờ thì bị cáo được quyền nói là sau câu bị cáo có nói gì không? Thì nếu như cho phép bị cáo nói lời nói sau câu thì thứ nhất thì bị cáo nói rằng là phiên tòa này thật là xử thật là oan ức cho bị cáo, bởi những gì bị cáo muốn nói bị cáo chưa nói được ra hết. Những gì bị cáo muốn kêu oan chưa kêu oan được, phiên tòa đã không cho bị cáo tiếp tục nói. Và bị cáo cũng mong hội đồng xét xử xem xét ở toàn bộ vụ án, xem coi những lời nói của bị cáo hay là các bị cáo khác có phải là xúc phạm danh dự uy tín của công an huyện Đức Hòa hay không, và hay là cái người đăng những cái video clip có lên mới là làm xúc phạm uy tín công an huyện Đức Hòa. Và bị cáo cũng mong rằng người giáo cũng mong rằng sau khi mà hội đồng xét xử và nghị án xong thì bị cáo xin hội đồng xét xử một ân huệ, đó là ở trên mạng chứng khoán bị cáo rồi bị cáo không tài khoản chứng khoán nó gần rút như thế đó,
công sức của bị cáo không liên quan đến chuyện này, chuyện này là sao? Bị cáo không liên quan. Bị cáo là nhân viên. Bị cáo là người nói sao? Kính thưa hội đồng xét xử, là hồi hôm qua tôi có nghe hội đồng xét xử nói là tôi có cái quyền yêu cầu thay đổi thành phần hội đồng xét xử nếu như là bạn nói là sao không? Là bởi vì tôi không có nói được, là bởi vì bây giờ tôi chưa có tranh luận được, tôi làm sao tôi nói cái gì được? Bị cáo không nói gì, bị cáo thì đâu còn. Tôi nói, nhưng mà bây giờ tôi muốn thay đổi thành phần hội đồng xét xử đi xử, bởi vì tôi thấy là bây giờ hội đồng xét xử đang không có còn xử một cách khách quan nữa. Phần tranh luận mà tôi không phải tranh luận thì làm sao? Bị cáo nói không có liên quan gì đến đề là nó có cùng bị cáo, mình cáo gì không? Rồi là sao còn tôi nói? Để tôi nói thì bây giờ tôi yêu cầu thay đổi thành phần hội đồng xét xử, hội đồng xét xử có đồng ý hay không thì hội đồng xét xử cứ ra cái quyết định. Rồi đây là không có một phần thì bị cáo cứ nói, rồi bị cáo đã nói xong rồi, bị cáo thì đúng rồi. Vậy là hội đồng có đồng ý để thay đổi thành phần hội đồng xét xử hay không? Đó thì nó cái này là đến giai đoạn là bị cáo được quyền nói là sao không? Tôi có vậy thì lời nói sau cùng của tôi á, thì tôi thấy từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ thấy một cái phiên tòa nào xét xử mà lại không có cho bị cáo mà nói như vậy. Bởi vì nếu không nói thì làm sao hội đồng xét xử để xem xét con bị tôi có bị oan hay không, cho nên khi không cho tôi nói như vậy thì chắc chắn là hội đồng xét xử sẽ xử oan cho tôi. Và những cái điều mà tôi cần tranh luận ra thì tôi chưa được tranh luận. Tôi đang nói cái lần sau cùng. Có sự cầu phục, thế là chưa có xét xử, chưa có phán quyết thế nào thì bị cáo không có nói gì vậy. Thưa đúng rồi, tôi đang nói là nói sau cùng, là xin hội đồng xét xử để cho tôi được nói hết. Và tôi muốn nói rằng á, là một lần nữa tôi muốn nói rằng tất cả các clip mà được cho là vi phạm, điều thứ nhất là cơ quan giám định đã giám định không đúng theo quy định pháp luật, không phải bị cáo nghe rõ. Thưa hội đồng xét xử, là tôi đang không tranh luận, tôi đang nói lại nói sau cùng, tôi nói với chút xíu là hết rồi. Bị cáo đã yêu cầu còn giải quyết như thế nào, bị cáo những là liên quan thế nào thì đó bị cáo cũng còn cái phần đó thì mình đã tranh luận rồi. Kính thưa hội đồng xét xử, là lời nói sau cùng của tôi á, là tất cả những cái clip đó là tôi không có quay, không có dàn dựng, cũng không có góp phần vô để mà làm bất cứ một hành động nào trong tất cả các cái clip mà được cho là vi phạm đó. Cho nên là tôi vẫn mong hội đồng xét xử xem xét là tôi bị oan, là đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa đó là tôi muốn nói là tất cả những cái chuyện thôi, bị cáo không kêu quan, bị cáo liên quan, bị cáo liên quan không, tôi không kêu quan, tôi kêu quan nói là đó là một cái để tôi nói ra những cái làm vậy. Bị cáo mới nói chứ không phải là tranh luận nữa. Bị cáo tôi nói cái phần đó xong rồi, tôi nói qua cái phần khác nè, là tôi muốn nói rằng là tất cả những cái chuyện gì mà xảy ra đến với Tiền An từ phiên tòa sơ thẩm cho tới phiên tòa bị cáo. Còn bị cáo đây không phải là cái nói là cái phần là coi như bị cáo trình bày hoặc tranh luận, bây giờ cái giai đoạn là cuối cùng bị cáo được quyền nói cùng, còn bị cáo không nói thì bị cáo bị thôi thôi. Kính thưa hội đồng xét xử, là tôi đang nói bị cáo không, tôi không hề tranh luận lắm, hội đồng xét xử lại chưa nghe tôi nói hết, mà hội đồng xét xử lại nói là tôi tranh luận bị cáo thì các bạn mai được không? Vâng, thì vừa rồi là quý vị vừa mới xem cái đoạn mà phải nói rằng bên của các bị cáo của Tỉnh Thất đã bị cắt ngang. Không biết được đây là cái chuyện mà thực ra đó quý vị, hội đồng xét xử cũng đã không có định nghĩa cái phần được gọi là lời nói sau cùng là gì. Và tại sao, cái nguyên nhân nào đã dẫn đến cho cái lời nói sau cùng lại có nhiều cái phần tranh tụng như vậy? Thưa quý vị, nó phải có cái câu chuyện, có nghĩa là trong cái phần tranh tụng, phần hỏi đã không được đầy đủ, nên mới dẫn đến các bị cáo muốn dùng cái thời gian lời nói sau cùng để nói về cái phần tranh tụng. Thì ở đây thưa quý vị, nó đều là toàn bộ cái phiên tòa này, nhưng quý vị
hay bất cứ một cái phiên tòa hình sự nào hay cả dân sự cũng vậy, người thẩm phán có một cái quyền rất là cao. Nghĩa là gì quý vị? Ông ta hay bà ta sẽ giữ trật tự, điều khiển làm sao mọi câu chuyện xảy ra một cách đầy đủ, đúng đắn theo pháp luật, và không có những cái lợn cợn xảy ra ngay trong căn nhà của họ. Đó là cái tòa án. Và vì vậy, ở đây Thanh Việt kết luận rằng mặc dù cái lời nói sau cùng đúng là không được dùng để cho phần tranh tụng, nhưng các bị cáo của tỉnh thất đã không được đầy đủ, nói đầy đủ hay là nêu lên cái điểm mà họ cho rằng mình bị oan trong cái phần tranh tụng. Thì đây là những cái câu chuyện mà thật là không may đã xảy ra, và nó để lại một cái hình ảnh không đẹp. Kế đến, Thanh Việt muốn nói về cái phần chót của chương trình. Thanh Việt xin được uống một tí nước. Và trong thời điểm này, quý vị nào chưa bấm nút like hoặc là quý vị để lại, nhớ để lại lời bình sau cái chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Thanh Việt phải nói rằng cái bài học của bất cứ một vụ án hình sự nào đều rất là quan trọng. Và cái người đưa ra cái bài học này không phải là viện kiểm sát, không phải là cơ quan công an, không phải là luật sư bảo vệ cho người bị hại, hoặc là luật sư bảo vệ cho thân chủ, cho bị cáo. Và cũng không phải là các tổ chức báo chí. Mà người đưa ra cái bài học này chính là cái vị chánh án, hội đồng xét xử. Tại sao vậy quý vị? Vì người chánh án này là người đưa ra cái lập luận là có tội hay vô tội. Rồi sau đó cũng người chánh án này đưa ra cái bản án dành cho các cái bị cáo. Vì vậy, đây là một người nghe được câu chuyện theo đúng trên lý thuyết cho quý vị nha, nghe được câu chuyện của cả hai bên, và họ muốn, nếu muốn kết tội bỏ tù, hay danh từ chính xác là tách rời cái cá nhân đó ra khỏi xã hội một thời gian, để những cá nhân này được giáo dục, được nghĩ những cái việc mà mình đã làm. Vậy thì muốn cho cái bị cáo đó tâm phục khẩu phục, và khi mà ra khỏi tù thì họ biết rằng những điều nào họ không được làm và những điều nào họ được làm, thì phải có một cái bài học. Nhưng quý vị, bài học phải được bên của hội đồng xét xử tóm tắt, chứ không phải là đọc lại cái lời luận tội. Thưa quý vị, nếu mà nói về cái phần mà để kháng cáo đó quý vị, cho cái kết quả của vòng sơ thẩm đó, thì cái tòa trên nửa của phúc thẩm đó quý vị, xin lỗi quý vị, phúc thẩm đó là tòa giám đốc thẩm và tái phẩm, là hai cái tòa mà nếu mà mình muốn kháng cáo cái kết quả của phúc thẩm, thì chúng ta thấy được với cái mức án là từ 3 tới 5 năm tù dành cho các bị cáo đến từ tỉnh thất, đây là một cái mức án mà khá nặng. Nếu chúng ta có một cái công tâm, chúng ta loại bỏ những cái câu chuyện, những cái vụ án chẳng hạn như là quan hệ cùng huyết thống mà chưa bị khởi tố, hoặc là cái kết quả và vừa bị mới khởi tố đây là về cái chuyện mà lợi dụng trẻ mồ côi để chiếm đoạt tài sản đó quý vị, từ thiện đó, thì cái đó là những câu chuyện hoàn toàn khác. Cái 3 tới 5 năm, nhưng quý vị nhé, trên mặt lý thuyết chỉ là những cái vi phạm của các thành viên trong tỉnh thất đã tải những cái đoạn video mang cái tính chất được gọi là vu khống nhục mạ những cá nhân, những tổ chức lên trên mạng xã hội. Một câu hỏi được đặt ra mà phải là như là một bài học đó quý vị. Nếu chúng ta xúc phạm, Thanh Đức nói ví dụ đi, nếu chúng ta xúc phạm một cái nhân vật tên là Thảo, tên là Mai, tên là gì đó chẳng hạn như vậy, mà nếu chúng ta chỉ có xúc phạm tại nhà của chúng ta, chẳng có ai nghe, chúng ta không có đăng lên trên mạng xã hội, thì không có câu chuyện ai có thể đi kiện chúng ta, tại vì nó không có bằng chứng. Còn khi mà chúng ta để cái lời mà chúng ta phản biện, chúng ta chửi lên trên mạng xã hội, nha quý vị, thì nó trực tiếp như là một cái bằng chứng rồi, thưa quý vị. Chúng ta đưa cái bằng chứng đó cho mọi người thấy. Thì ở đây đang là cái bài học phải nói rằng, phải nói cho mọi người biết, trong đó các bị cáo biết là, cho dù, nha quý vị nha, cho dù anh có những cái động cơ, có những cái nguyên nhân mà anh dẫn đến những cái câu nói như vậy đối với các cái tổ chức, các cái cơ quan, các cái cá nhân,
nhưng anh cũng không được đưa những cái câu nói đó lên trên mạng xã hội mà anh phải đi theo một cái quy trình tố tụng nào đó. Nên quý vị, từ vì sao? Đây là một cái câu chuyện mà nó có thể xảy ra trong tương lai. Và không ai nói rằng chúng ta không đi vào cái vết xe này. Nhưng quý vị, vì cái bản án quá nặng nên chúng ta cần phải để ý những cái lý do. Thì thật sự ra đó quý vị, những cái cáo trạng, những cái cáo buộc của bên Viện Kiểm sát, Công an cũng như là tòa án dành cho các bị cáo này qua những cái câu như sau. Thế mình được lặp lại. Về cá nhân là ông Thảo, một tu sĩ có chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một câu duy nhất: ngu như bò. Nhớ quý vị nhé. Rồi, tội thứ hai là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Họ cho rằng các cái video được trình chiếu trên mạng YouTube thuộc của tỉnh thất đã vu khống giáo lý Phật giáo và giả danh Đức Phật. Thứ ba, Công an huyện Đức Hòa có ba câu, có ba câu mà Công an huyện Đức Hòa cho rằng đã vu khống nhục mạ họ, bỏ lọt tội phạm, bắt cóc chị My và công an đánh người. Thưa quý vị, như vậy tóm tắt với quý vị, nó có 5 cái thể loại khác nhau. Mỗi thể loại đó có thể là một câu được lặp đi lặp lại nhiều lần, hay là một câu đó chỉ nói một lần, chẳng hạn như ngu như bò được nói một lần, bỏ lọt tội phạm được nói vài lần, hai lần, bắt cóc chị My cái này nói khá nhiều, và công an đánh người hình như nói tới 2-3 lần, nói về câu chuyện công an trong cái quá trình xô đẩy đã đẩy bà Cao Thị Cúc ngã. Vậy thì còn cái phần mà vu khống giáo lý của Đức Phật, giả danh Phật đó quý vị, thì đây là một câu chuyện khá thú vị. Giả danh Phật ở đây trong cái vụ án 331 không có chuyện giả tu nha quý vị nhé. Cái câu chuyện giả tu không được đem ra. Và Thanh Việt thấy được rằng hầu như chúng ta đã nghiễm nhiên gắn thêm tội cho bên tỉnh thất. Chúng ta nghiễm nhiên gắn rất là nhiều tội cho tỉnh thất và nghĩ rằng xứng đáng để lãnh 3-5 năm. Vì ngoài cái tội 331 họ còn có cái tội ABCD nào đó. Thì hoàn toàn sai, hoàn toàn nha quý vị nhé. Thanh Việt nói như vậy để cho quý vị nào nghĩ rằng nó còn tội khác nữa thì quý vị sai nha. Những tội khác đang được cơ quan cảnh sát khởi tố và điều tra. Và khi mà bị khởi tố và ra tòa lại một lần nữa thì cái số 5 sẽ được chồng lên cái số 5 mà các bị cáo này đang thi hành. Không phải chỉ dừng lại ở 3 hoặc tới 5 năm. Mà nếu mà bị khởi tố, bị truy tố và tìm thấy tội thì còn nhiều năm hơn cả nữa. Nên chúng ta phải hết sức là công tâm khi nói rằng 3 tới 5 năm là xứng đáng vì họ còn phạm nhiều tội khác. Thưa, hoàn toàn sai. 3 tới 5 năm là vì 3 cái người bị hại này và có khoảng 5 câu nói, 5 cái nội dung đã làm cho họ phải đi 5 năm tù. Đối với ông Lê Tùng Vân, 4 năm tù đối với 3 thành viên. Thôi thì xin được nhắc lại là khi mà cái bản án của vòng phúc thẩm kết thúc thì nó có hiệu lực pháp luật ngay lập tức. Nghĩa là sao quý vị? Nghĩa là những bị cáo đó sẽ phải thi hành cái bản án. Tức là họ chuyển từ tạm giam sang đi tù. Thực sự họ phải thi hành án ngay lập tức. Thì cái câu chuyện này nó sẽ liên quan đến ông Lê Tùng Vân, người đã không đến tòa ngày hôm qua với lý do sức khỏe. Vậy thì trong những ngày tới, nhà quý vị, chúng ta sẽ biết được rằng bên tỉnh thất có quyết định là kháng cáo lên tới tòa giám đốc thẩm hay là tòa tái phẩm không. Cho dù là có kháng cáo lên giám đốc thẩm hoặc là tái phẩm thì họ vẫn phải thi hành án. Tự vì cái bản án từ vòng phúc thẩm đã có hiệu lực ngay lập tức chứ không phải như sơ thẩm. Dĩ nhiên là trong câu chuyện của tỉnh thất nó có hơi có cái điểm khác là vì các bị cáo đã bị tạm giam trong quá trình điều tra và cho đến ngày đi ra tòa vẫn bị tạm giam. Và cái số ngày tạm giam đó sẽ được trừ vào cái số năm mà họ phải thi hành án. Và vì vậy, trong cái quá trình
mà thi hành khởi kiện về cái giám đốc lên kháng cáo lên tới giám đốc thẩm và tái thẩm đó quý vị, thì họ phải thực hiện cái phần thi hành án. Như vậy chỉ trong vài ngày nữa chúng ta sẽ biết được tên là ông Lê Tùng Vân với cái tuổi trên 90 sẽ phải vào tù để thi hành án. Và như Thanh Việt có trình bày với quý vị cái khả năng mà ông được tha khi mà thi hành án rồi trước cái thời hạn kết thúc là 5 năm tù đó quý vị, rất là cao, vì nhiều lý do, chẳng hạn như không chịu nổi ra đi ở tại trong tù, hoặc là vì sức khỏe quá yếu mà phải được chữa bệnh ở bên ngoài nha quý vị, thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái kiến nghị và sẽ được bên tòa án đưa ra cái quyết định sau cùng. Nhưng chắc chắn sẽ phải thi hành án cái án 5 năm là đã có hiệu lực. Thanh Việt vừa mới trình bày cho quý vị cái bản án sau cùng của viên phúc thẩm vào ngày hôm qua, thì phải nói rằng nó đi theo cái dự kiến của Thanh Việt là y án. Nhưng quý vị nhé, y án thì ngày đúng như ngày hôm đó, nó y án thiệt. Cái điểm mà chúng ta thấy được và Thanh Việt đã trao đổi với quý vị, đó là những cái điểm khá là lợn cợn trong cái phiên tòa phúc thẩm này. Và hầu như cái kết luận sau cùng là hình như đâu đó, nhưng quý vị, đó là một cái sự lặp lại của phiên sơ thẩm, không khác gì giữa phúc thẩm và sơ thẩm. Không phải là cái bản án, cái kết luận sau cùng, mà là cái quá trình. Nhưng quý vị, chúng ta thấy được luật sư của bên tỉnh thất muốn đưa ra những cái yếu tố mới, nhưng đều bị ngăn cản, hoặc là không được sự trả lời của các người làm chứng, dẫn đến cái ý kiến mới, cái hướng mới đều bị chặt đứt. Thì đó là những cái điểm mà Thanh Việt muốn trao đổi với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Chúng ta có thể tóm tắt cái câu chuyện của chị Khang và những cái lời tiên đoán, cũng như là Thanh Việt đã tiên đoán với cái vụ án của tỉnh thất. Ngày mai thì Thanh Việt sẽ nói về câu chuyện của chị Khang và những cái bước kế tiếp, tiên đoán nó sẽ như thế nào. Và trong tuần sau chúng ta có thể trở lại cái vụ án đang bị khởi tố, một cái vụ án mới đang bị khởi tố dành cho bên tỉnh thất. Đây là một câu chuyện khá đáng buồn và chúng ta sẽ chờ xem bên tỉnh thất sẽ bị như thế nào trong tương lai. Tuy nhiên, cái tương lai hiện nay, nhưng ở giây phút này, nhưng quý vị, mặc dù các luật sư đã cố gắng hết sức mình, nhưng quý vị, nhưng những cái thiện cảm mà cũng như là luật sư và tất cả chúng ta dành cho bên tỉnh thất, không phải là cái vấn đề cá nhân có thích các thành viên của tỉnh thất hay không, mà nó là những cái sự việc, những cái được gọi là vi phạm của họ có xứng đáng với cái bản án mà họ đang phải thi hành hay không. Thanh Việt xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai lúc 12 giờ trưa. I love you all.